vong tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát là 1.873 ca và tổng số người nhiễm là 73.332 người. Trong đó riêng tại tỉnh tâm dịch Hồ Bắc, trong ngày 17 tháng 2 có 93 ca tử vong mới. Tỉnh Hà Nam có 3 ca, Hà Bắc có 1 ca và Hồ Nam có 1 ca. Giới chức y tế Trung Quốc cũng cho biết, tính đến hết ngày 17 tháng 2 đã có tổng cộng 12.552 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện. Trong đó riêng ngày 17 tháng 2 có 1.701 người bình phục về nhà. Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc cho phép bán ra thị trường thuốc chống virus corona chủng mới có tên Favilavir. Favilavir đã cho thấy hiệu quả khi sử dụng trong việc điều trị các bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới. Đây là sản phẩm thuốc chống virus corona mới đầu tiên được cấp phép sản xuất ở Trung Quốc. Lô thuốc đầu tiên bắt đầu được sản xuất vào ngày 16 tháng 2 và được hy vọng sẽ sớm xuất hiện trên thị trường, góp phần hỗ trợ ngăn chặn dịch bệnh và tăng tỷ lệ chữa khỏi thành công. Trong diễn biến khác liên quan, Tân Hoa Xã đưa tin một loại thuốc điều trị sốt rét với tên gọi là chloroquine phosphate cũng sẽ được bổ sung vào các hướng dẫn điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona mới dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng. Quá trình thử nghiệm có sự tham gia của 100 bệnh nhân và nhóm các bệnh nhân này đều có sự tiến triển rõ ràng như hạ sốt, hình ảnh chụp phổi cải thiện. Dự kiến hôm nay Việt Nam sẽ có thêm 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được ra viện, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 13 ca trên tổng số 16 ca nhiễm tính tới nay. 6 trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 dự kiến ra viện hôm nay gồm 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, Hà Nội và 4 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 3 trường hợp còn lại gồm 1 Việt Kiều đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương và bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 7, rời kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đến cuối tháng 7, năm trước thi từ 25 đến 27 tháng 6. Theo dự thảo trên, việc điều chỉnh trên nhằm giúp các cơ sở chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, thực hiện kế hoạch năm học đồng bộ trong cả nước, đồng thời giúp học sinh, phụ huynh yên tâm chủ động sắp xếp công việc, sinh hoạt và học tập. Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, vào đêm 16 tháng 2 theo giờ Nhật Bản, Mỹ đã bắt đầu sơ tán công dân khỏi tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản từ hôm 5 tháng 2 sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm. Hàng chục xe buýt đã có mặt tại cảng để chở các hành khách và sau đó đưa họ tới 2 máy bay để trở về Mỹ. Những người này sẽ tiếp tục bị cách ly 14 ngày sau khi trở về nước. Tàu Diamond Princess đã bị cách ly với 3.711 hành khách và các thành viên thủy thủ đoàn sau khi một hành khách có xét nghiệm dương tính với chủng virus corona mới. Tính cho đến ngày 16 tháng 2, 355 người trên tàu được xác nhận nhiễm bệnh. Tuy nhiên, trước diễn biến nghiêm trọng của tình hình nên không đợi tới khi hết thời hạn cách ly, nhiều nước đã quyết định sơ tán những công dân không có triệu chứng của mình để tự cách ly ở trong nước. Chính phủ Mỹ ngay ngày 15 tháng 2 đã gửi khuyến nghị tới 350 công dân Mỹ có mặt trên tàu để họ quyết định lựa chọn ở lại hoặc rời tàu. Theo nước này, ít nhất 40 người Mỹ trên tàu bị nhiễm COVID-19 và sẽ được điều trị. Theo đó, đã có 7 trên 11 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính trở lại, trong đó 5 người đã âm tính lần 2. Theo quy định của Bộ Y tế, khi người bệnh không còn triệu chứng và cho kết quả âm tính với COVID-19 lần 2 thì là khỏi bệnh được trở về với cộng đồng. Trong 5 ca này, ngoài 3 ca đã được xuất viện sau khi điều trị khỏi ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 2 ca còn lại được điều trị tại Vĩnh Phúc và dự kiến xuất viện vào chiều ngày hôm nay, 17 tháng 2. 2 bệnh nhân này đang cách ly ở phòng khám đa khoa Quang Hà, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Một bệnh nhân 42 tuổi, dì của bệnh nhân dự và một bệnh nhân là thành viên trong đoàn 8 người của công ty Nihon Plus về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Thưa quý vị, tại Việt Nam, tính từ thời điểm xuất hiện ca bệnh gần nhất là ngày 13 tháng 2 cho đến thời điểm hiện tại, nước ta đã không xuất hiện thêm ca bệnh mới. Và đặc biệt là việc điều trị cho Lôi phải cách ly đến nay cũng chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhiễm bệnh mới. Về diễn biến việc điều trị với 16 người nhiễm bệnh thì Bộ Y tế cho biết số lượng bệnh nhân điều trị khỏi được xuất viện ngày càng tăng. Các trường hợp còn lại đang điều trị cũng tương đối khả quan. Ngoài ra, Việt Nam chuẩn bị công bố hết dịch tại một số địa phương như Khánh Hòa đã đủ điều kiện theo quy định. Thanh Hóa cũng đã qua 23 ngày không phát sinh bệnh nhân mới, đang chờ đến mốc 30 ngày theo quy định để có thể công bố hết dịch. Thành phố Quảng Ngãi chấp hành việc cách ly tại nhà. Theo thông tin ban đầu, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 2, bà Hồng cùng hai người khác đi dự đám cưới người thân ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cách huyện Bình Xuyên, nơi có dịch COVID-19 khoảng 16 km. Sau khi trở về địa phương, hai người đi cùng đã chấp hành việc cách ly tại nhà. Riêng bà Hồng ban đầu đồng ý cách ly. Sau đó, với lý do phải mưu sinh để lo cho gia đình nên vẫn ra chợ